Sao Hằng với Khanh lâu đến đấy nhỉ? Bảo hôm nay sang nhà mình chơi rồi. Nay mình mới học được chiêu thức lòng ở trên YouTube. Cút! Ôi giời ơi, gì vậy? Cậu làm gì vậy? Ôi giời ơi, hai cậu sang thì mà lâu thế. Thế cậu có món gì cho ăn tớ nhá? Mà đồ ăn tớ từ sáng rồi. Tất nhiên là có món rồi nhưng mà không phải ăn. Đây là món xem. Xem tớ ảo thuật. Cút về đây. Biết làm ảo thuật. Ai nói cứ như chuyên gia ấy nhỉ? Như kiểu là khỉ biết ăn chuối ấy còn ạ. Đâu, cậu thấy hiện à? Thấy chưa, thấy chưa? Ôi, cái gì ở đây ấy? Ôi giời ơi. Cậu học mấy cái trò ảo thuật này ở đâu ra vậy? Tớ học nó trên TikTok mà. Ôi giời ơi, học thì không học đến nơi đến chốn. Mà không phải cái gì ở trên TikTok, nó cũng là sự thật đâu. Thật đây, người ta hướng dẫn tới làm giống y thật luôn này. Nhưng mà cái này phải đòi hỏi về kỹ năng cao. Có nhiều cái nhá, rất là hay mà không cần phải kỹ năng gì nhiều đâu. Mình cứ làm theo là được. Đây, ví dụ như cái video này, cậu nhìn này. Đấy, thấy chưa? Ui. Hình hình này, xong là tạo ra thành một bức tranh luôn. Ý, tớ là tớ thích cái video này này. Hay đấy. Thế cậu thử làm sẽ thành công không? Được rồi, thế bây giờ tớ sẽ thử làm những video triệu view trên TikTok. Xem video nào sẽ thành hiện thực nha. Hai cậu mở to mắt ra xem cái video làm theo TikTok triệu view của tớ này. Nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu đó chính là một tấm gỗ. Tớ đã lên cái nhà gỗ của bố tớ lấy một miếng nắp tạm về đây. Tiếp theo không thể thiếu nữa đó chính là một bức tranh. Ôi giời ơi, sao bao nhiêu cái ảnh đẹp mà cậu không lấy mà cậu lại lấy cái ảnh xấu đuôi thế này? Rồi, tớ ngoài đời xinh như thế này mà cậu lấy cái ảnh trông như con quỷ đầu loa kia. Tớ như người hành tinh như này. Đẹp không? Các cậu thấy đẹp không? Đẹp không? Nguyên liệu cuối cùng đó chính là keo sữa. Bước đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ lấy keo sữa quét lên. Bước thứ hai đó chính là cho hình dán lên. Tớ cho ngược. Chúng mình phải úp cái mặt hình xuống nha. Đấy, úp mặt hình xuống cái keo. Đây, tớ xong rồi đây. Cái này chỉ cần đợi 3 tiếng nữa cho nó khô rồi dúng vào chậu nước là xong rồi. Tớ nghi lửa lắm Hằng ạ. Cái này mà thành công ấy, hiệu ảnh ấy bốc đất mà ăn à. In ảnh, người ta in ảnh mất công mất sức. Cái này cậu dán vào mắt là được rồi. Cậu cứ chờ xem. Nhiều video thì sẽ thành hiện thực, còn nhiều video thì sẽ không phải, là lừa đảo thì sao? Bây giờ mình phải thực hiện thì mới biết cái nào làm được, cái nào không làm được chứ đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ để phơi cái bức tranh này ở đây để cho đợi 3 tiếng. Khi nào nó khô lại thì mình cho vào chậu nước nha các bạn nhé. 30 minutes later. Phút trọng đại đã tới. Tan 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 tan. Đây, mình sẽ thả cái bức tranh này của mình xuống chậu nước nha. Ở trong video người ta bảo là đợi 3 tiếng. Nhưng mà bức tranh của mình đợi 30 phút liền các bạn ạ. Wow. Mình sốt ruột quá. Không biết là nó có thể hiện thực không mà mình sẽ gãi gãi nó một tí rồi mình nhắc lên. Ôi giời ơi, cậu gọi thế này cứ làm như sao? Để mà tớ giúp. Hàng xóm, cho nhạc đi. Ui, tớ phát hiện ra cái điều gì rồi đấy. Tớ cũng thấy. Ui. Thế, đen xì xì rồi các cậu ơi. Ui, tớ thấy cái mặt cậu này. Đây, bức tranh của mình đây các bạn ơi. Bọn mình đánh đi dây một hồi thì nó ra được bức tranh như này này. Quá là đẹp đấy các bạn. Cậu thấy hình video của mình thấy rồi đấy. Ui, wow, mình thế này các bạn ơi, mình ở đây này. Đấy, mình ở góc này này. Đấy. Chỗ này này. Đây nha các bạn, cái này là ảnh full HD luôn nha các bạn. Cái này không thể nhìn nó mắt thường được. Cái thử thách của mình fail nha các bạn. Rồi, cái này của cậu fail rồi, giờ lên của tớ, đi xem của tớ đi. Đây này, video tớ đây này. Đấy, lồng móng vào nhau. Rồi buộc vào cái vòi. Mở lên, cho nước vào, cho vào tủ lạnh. Không phải gì mình đi cắt ra, không phải cụt màu vào. Mướt luôn. Bây giờ tớ làm luôn đây. Mình đã mua bóng về rồi đây. Mình đã bỏ ra 2.000 để mua bóng về để xem cái video trên TikTok có thành công không nha các bạn. Cái gì? 2.000? Cậu mua cả cái túi bóng này với giá 2.000 á? Đúng rồi, tớ mua với giá 2.000 thôi. Wow. Còn 18.000 tớ nợ, tớ đã trả đâu. Bây giờ tớ bành ra các cậu của tớ nhét vào nhá. Nhưng mà
Không phải như thế. Nhất từng quá như là hết cái chiều này nó như quả này. Cái đầu này ở trên, các cậu hiểu chưa? Mình lồng hai thành một đi. Đây, cho vào đây này, như này này. Không hiểu. Ham cậu hiểu không? Trời ơi, dễ như thế mà cậu cũng không hiểu à? Cậu tự làm đi, tớ không biết làm đâu. Ôi, được rồi, để tớ làm cho các cậu xem. Rồi, đầu tiên, tay quả bóng ra. Tớ cầm cái quả bóng bên phải, nhét vào. Bước đây là bước quan trọng nhất nha các bạn. Đấy, các bạn làm sao để cái đầu này nó xuống cái đáy thế này nha các bạn. Ok. Làm xong cái bước này là thành công rồi các bạn. Đấy, mình đã lồng hai quả bóng vào nhau rồi nha các bạn. Như này, mình sẽ lồng thêm vài quả nữa thành nhiều tầng nha các bạn. Hàng ơi Hàng, Hàng giữ hộ tớ để tớ bơm nước. Ôi giời, giữ kiểu gì Hàng ơi. Ôi giời ơi. Ôi, cậu cầm không chặt đi. Cậu không bảo tớ, cậu phải bảo là giữ bóng thật chặt. Cậu bảo tớ cầm bóng hộ mà. Ê, cầm bóng thôi. Thế này giữ bóng thật chặt cho tớ nha. Hay à. Ôi, to đi. Đây, tớ bộ. Đây. Cái gì Hàng ơi? Ui dồi ôi, cậu cầm bóng kiểu gì thế mà sao lại lỏng tẹt tẹt vậy? Thế nó phải cầm chặt à? Ôi dồi ôi, thế thì cậu phải bảo tớ là phải giữ bóng thật chặt cho tớ buộc. Tớ sai rồi đấy, yếu. Nó lại giữ cầm chặt cho tớ. Ôi. Sao cậu cứ buộc đi thì tớ thêm quả màu hồng vào sau. Cậu giữ thật chặt cho tớ nha. Ok. Tiếp theo, mình sẽ mang quả bóng em để vào ngăn đá tủ lạnh nha các bạn. 2000 years later. À, bây giờ cắt nha. Anh cắt cậu nhìn nè. Phụt màu các cậu xem này. Đấy chưa, đổi màu này. Ôi ơi, nó cũng phèo rồi. Tại vì cậu không biết cắt đi. Cậu cắt mạnh quá, cắt phát ba quả bóng luôn các bạn. Ui giời ơi, hai cái thí nghiệm của các cậu chả ăn được. Đó là tớ chỉ nghĩ đến ăn thôi. Đây nha, từ bây giờ tớ cho các cậu xem cái video này. Mà làm thành công là được ăn luôn nhá. Ui, đồ ăn á. Được quá. Có hai đứa mình không thành công rồi thì trông chờ nhất vào cái thí nghiệm của bạn Khanh thôi. Đâu, cho tớ xem nào. Đấy nhá, có sô-cô-la này, đun nóng lên. Ngon đấy. Đúng là kem sô-cô-la. Khanh đi làm luôn đi Khanh. Ừ, tớ xin làm luôn đi. Ôi, mình mong chờ cái video này lắm đây các bạn ơi. Trời ơi. Thành công có phải là được kem ăn được không? Rồi. Vừa nãy mình xem video mình thấy người ta nung sô cô la lên các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bóc sô cô la rồi mang đi nung. Tớ hộ. Tớ cũng hộ vậy. Sô cô la xịn đây, bóc cẩn thận cho hai cậu. Chị ơi là xịn. Rơi, rơi ở mồm, rơi đồng tam tung. Bây giờ mình sẽ cho cả cái bát này vào nung nha các bạn. Mình rất là thích ăn kem sô-cô-la. Không biết là các bạn như nào, các bạn có thích ăn kem sô-cô-la không? Hay là bây giờ cậu trong lúc đợi này cậu làm whipping trước đi. Ừ được đấy. Tiếp theo mình sẽ cho sữa bác thỏ vào đây để đánh whipping nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho whipping vào đánh lên. Wow, ngon đấy. Ui, nhìn hấp dẫn như này. Anh ơi, cậu cứ ngoáy như này bao giờ mới xong? Nhanh mà. Bây giờ cậu chỉ cần cho tớ một bài nhạc là hết một bài nhạc là tớ xong. Wow. Út, cho tớ một bài music que đây. Ok, Hàng xong, nha. Bị khui ra thôi.
bây giờ mình sẽ lấy kem ra khỏi cốc nhựa nha các bạn. Yeah. Để tớ nhúng thử vào nước xem. Không được đâu Khanh ơi, cậu phải dùng cách khác đi. Cứng quá bạn ạ. Con ra không Khanh? Hả? Gần ra à cậu ạ? Cậu lôi để dưới dưới chưa? Lên mày. Cố lên cậu. Đây này Khanh ơi. Sao cậu tớ Sao cậu tớ làm nhá? Cậu tớ thành công rực rỡ luôn. Ôi cái này đẹp thế. Ồ, cậu tớ xinh đẹp này. Không biết nào. Sao cậu tớ còn mỗi kem. Mời ăn nha các cậu. Con la dày đặc luôn. Đây cho tớ phải ăn kiểu này. Thế là của tớ thành công đúng không các cậu? Đúng rồi. Đúng thế. Luôn. Rất là ngon luôn đấy các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, vậy là ba cái clip bọn mình học theo trên TikTok ấy thì là chỉ có clip của Khanh là thành công nhất các bạn ạ. Còn clip của Cún thì là bị fail do kỹ năng cắt bóng của Cún là chưa thành công. Còn video của mình là bịp thôi nhá các bạn, chứ không thành công được đâu các bạn ạ. Rồi hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.